Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên Nam Bộ đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô. Tuy nhiên, hầu hết toàn khu vực thì đã rơi vào trạng thái khô hạn do thời tiết khô hanh kéo dài, độ ẩm không khí duy trì ở ngưỡng thấp nên nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực đã lên tới cấp 4 cho tới cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn thì trong khoảng thời gian 10 ngày sắp tới ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện các nguyên nhân gây mưa nên thời tiết vẫn tiếp tục phổ biến là không mưa, tình trạng khô hạn sẽ còn tiếp diễn, độ ẩm trong không khí chỉ dao động quanh mức 40 cho tới 45%, do đó người dân cần có các biện pháp để phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định. Bên cạnh đó, khối khí áp cao cận nhiệt đới lấn sâu vào và bao trùm khắp khu vực này khiến cường độ nắng mạnh hơn, nhiệt độ vào ban trưa phổ biến ở mức 29 cho tới 33 độ ở các tỉnh Tây Nguyên, 31 cho tới 34 độ ở khu vực Nam Bộ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ như là Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai thì nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng 34 cho tới 35 độ. Trái ngược với tình trạng khô nóng hạn hán của các tỉnh miền Nam thì ở Bắc Bộ trong đêm nay, khối không khí lạnh suy yếu và biến tính sẽ khiến thời tiết ở các tỉnh ven biển và khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng như là Đồng bằng Bắc Bộ trời nhiều mây hơn, đêm và sáng sớm có sương mù rải rác, có nơi thì còn có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất có xu hướng tăng hơn so với những ngày trước và phổ biến ở mức 13 cho tới 16 độ. Sang ngày mai vào ban ngày trời sẽ ấm áp hơn, trưa chiều mây mỏng dần và trời hửng nắng yếu nên nhiệt độ cũng sẽ tăng dần lên mức 17 cho tới 20 độ. Riêng với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thì do ít chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh biến tính nên thời tiết sẽ khô ráo và ít mây hơn. Ban ngày trời có nắng, nhiệt độ trưa chiều tăng lên 19 cho tới 22 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi Tây Bắc, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 26 đến 28 độ. Thời tiết ấm áp sẽ chỉ còn diễn ra chủ yếu trong ngày mai, vì từ chiều tối và đêm mai ở các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh mới được tăng cường, nên toàn khu vực lại có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác, nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần. Với các tỉnh Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai, đới gió Đông Bắc suy yếu dần nên mưa tại khu vực này sẽ có xu hướng giảm và chỉ còn xuất hiện cục bộ với lượng không nhiều nên nhiệt độ theo đó cũng sẽ tăng dần. Từ ngày mai, các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng 21 đến 26 độ. Với các tỉnh ở phía nam của đèo Hải Vân trở vào, càng di chuyển về phía nam, nhiệt độ sẽ càng tăng dần. Nhiệt độ cao nhất sẽ xảy ra tại Ninh Thuận và Bình Thuận. Tại đây nhiệt độ trong ngày có thể lên tới 30 đến 31 độ, trời khô ráo ấm áp nên khá thuận lợi trong hoạt động dân sinh của người dân. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, đêm nay và ngày mai gió đông bắc trên biển Đông bao gồm hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa giảm xuống chỉ còn khoảng cấp 4 đến cấp 5. Riêng vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, phía tây của huyện đảo Trường Sa thì vẫn còn có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Sau đó từ khoảng đêm ngày 19 sáng ngày 20 tháng 2, do tác động của không khí lạnh tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và phía Bắc của Biển Đông thì gió Đông Bắc sẽ hoạt động mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và biển động. Tàu thuyền cần chú ý không di chuyển vào vùng gió mạnh để đảm bảo an toàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị có buổi tối nhiều niềm vui. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.